V-League chỉ còn một vòng nữa là hạ màn với các trận đấu thủ tục nhàm chán, nhưng những cuồng quay xung quanh nó thì vẫn nóng lên từng ngày. Tất cả các câu lạc bộ, cầu thủ và thậm chí đến cả những người môi giới cũng đang bị cuốn vào một cuộc đua tin đồn hối hả khác. Mấy ngày này, thông tin về đội bóng Cố đô Hoa Lư Ninh Bình cũng đang sục sôi trong giới cầu thủ. Trước tiên là những đồn đoán cho rằng trung vệ đội trưởng Như Thành sẽ được bán cho Xuân Thành Quảng Nam để tái hợp với Phước Tứ trở thành cặp trung vệ đội tuyển quốc gia ở đội bóng xứ Quảng. Nhưng giám đốc điều hành của câu lạc bộ The Vít Sai Ninh Bình, ông Trần Tiến Đạt đã phải xác nhận rằng Như Thành sẽ ở lại, bất chấp những án kỷ luật liên tục do lỗi phản ứng trên sân cỏ của anh đã làm hình ảnh của câu lạc bộ bị ảnh hưởng ít nhiều. Có vẻ như khoản tiền lót tay trị giá tới 9 tỷ đồng để đưa Như Thành trở thành trung vệ đắt giá nhất V-League từ Bình Dương trở về với Ninh Bình là nguyên nhân chính mà đội bóng này không dễ buông anh cho các câu lạc bộ khác. Thậm chí, ngày chính bản thân giám đốc điều hành Trần Tiến Đại cũng không tránh được những tin đồn rằng ông cũng sẽ rời khỏi Ninh Bình khi kết thúc mùa giải năm nay và đích đến vẫn là xứ Quảng. Một lần nữa thì bầu Đại lại phải đích thân lên tiếng phủ nhận thông tin này rằng ông chỉ vào Quảng Nam giúp đội bóng này xây dựng lực lượng bởi bầu trường của Ninh Bình và bầu thụy của Quảng Nam Xuân Thành đều là người Cố đô Hoa Lư. Bên cạnh đó, còn có tin hậu vệ trái Tấn Điền của đội chủ Xuân Hoa Lư đang được đội bóng thủ đô là Hòa Phát Hà Nội để mắt đến sau khi anh hết hạn hợp đồng với Ninh Bình. Có thể anh sẽ chơi cho Hòa Phát Hà Nội mùa bóng tới bởi đội bóng thủ đô đang muốn tăng cường sức mạnh ở hai hành lang. Tương lai của huấn luyện viên Kiatisak cũng đang bị đặt nhiều dấu hỏi. Dù được đặt nhiều kỳ vọng, nhưng với thành tích không khả quan mùa này, có lẽ Kiatisak sẽ phải rời khỏi đội bóng Phú Núi. Hiện tại, hợp đồng của Kiatisak với Hoàng Anh Gia Lai đến tháng 11 năm nay mới hết hạn. V-League vẫn còn một vòng đấu và đội bóng của Bầu Đức vẫn còn một chung kết cúp quốc gia với Sông Lam Nghệ An. Nhưng chính trưởng đoàn Tấn Anh cho biết Kiatisak sẽ không ngồi trên băng ghế huấn luyện của câu lạc bộ trong trận chung kết này mà sẽ do Dusit chỉ đạo. Không chỉ vậy, ban lãnh đạo Hoàng Anh Gia Lai sẽ đưa ra quyết định cụ thể về các cầu thủ rời khỏi câu lạc bộ vào mùa này trong thời gian đội bóng nghỉ một tháng khi kết thúc V-League. Và rất có thể trung vệ Việt Anh sẽ rời Phú Núi để về thủ đô chơi cho Hòa Phát Hà Nội.